Phóng sự đặc biệt. Kính thưa quý thính giả, từ trại giam Lộc Hà, nhà báo Dương Thị Xuân và Nguyễn Hữu Vinh vừa cho chúng tôi được biết tin khẩn cấp là công an đã đánh và hành hung người bị trọng thương. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần tường thuật sau đây. Vâng, nó gãy cùng
Thực ra Lộc Hà anh ơi, một cái người bị nó đánh gần chết với anh ơi. Và hiện nay người ta đang nằm ở giữa đường, tất cả mọi người là yêu cầu là trưởng công an phải ra đưa họ đi cấp cứu, và họ chỉ có đưa xe đến và ấy thôi. Với mọi người đang nằm ra giữa đường để yêu cầu là công an phải đến để mà đưa đi cấp cứu, mà nó không chịu ấy, mà đổ hết rồi. Chào anh Vinh, chúng tôi được biết là nay là sau một ngày giam giữ trái phép những người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược, công an Lộc Hà đã hành dung trắng trợn và đàn áp tàn bạo những người biểu tình và cưỡng chế họ ra khỏi trại Lộc Hà, đánh người rất là dã man, nhiều người đã trọng thương như Chí Đức, Trương Dũng. Xin anh tường thuật lại trường hợp này như thế nào ạ? Hiện nay tình trạng ra làm sao ạ? Thưa anh, chiều nay khi mọi người ở trong đồn, những cái chuyện ở trong đồn thì cho một số người bị trấn áp, nhưng mà sau đó rồi thì một số người là được đi ra khỏi trại, còn một số người nữa là bị đánh đập tàn tiền trong trại. Và hiện nay thì người ta biết lỗi những người đó ra phút tay trước cổng đồn, và tất cả anh em biểu tình đang còn tập trung tại đây để yêu cầu là cái nhà cầm quyền, yêu cầu đồn công an phải có trách nhiệm với những người này, và họ đang trốn chạy, họ không giết quá một phút người ta ra được. Còn sau đó rồi thì Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Chí Đức bị đánh rất tàn tệ, và mọi người ta đấu tranh buộc phải thả ra. Còn hiện nay thì rất đông là đảo bà con xung quanh bốn kia là đã tập trung đây, và trong hiện tại thì họ đưa xe cho chủ đi đó đi, nhưng mà trong khi đó thì họ vẫn cứ trốn chạy trách nhiệm. Hiện nay đây là một hành động hết sức tàn bạo của cái nhà cầm quyền, và đặc biệt là cái này công an Lộc Hà. Cái hành động mà đưa người vào trại đi, bắt người yếu nước vào trại, và đồng thời là đánh người ta gần chết, vứt cửa trại, là hành động không thể chấp nhận được.